Một nữ thần tượng biến mất bí ẩn ngay sau sân khấu ra mắt tồi tệ nhất lịch sử, bị đồn là con nhà tài phiệt. Ngày 2 tháng 1 năm 2009 là ngày Ori, tên thật là Baek Si-un xuất hiện trên sân khấu Music Bank của đài KBS. Đó là buổi biểu diễn đầu tiên và cuối cùng của nữ ca sĩ trước khi biến mất, không bao giờ được nhìn thấy nữa. Theo đó, sân khấu của Ori được mệnh danh là sân khấu ra mắt tồi tệ nhất trong lịch sử. Giọng cô ấy vỡ ra, hầu như không đúng với giai điệu, thật khó để xem đến cuối. Ít nhất thì cô ấy cũng nhận được rất nhiều sự chú ý của công chúng. Cư dân mạng đánh giá, Ori còn được biết đến với tên tiếng Nhật là Tanaka Shori, ra mắt khi 14 tuổi với EP cùng tên của mình, bao gồm 3 bài hát. Cô cũng là ca sĩ duy nhất ký hợp đồng với công ty quản lý Chance Entertainment. Công ty này cũng chưa được biết đến vào thời điểm đó. Những bình luận tiêu cực về Ori đã trở nên nóng hổi và nhanh chóng sau màn trình diễn đầu tay của cô nàng. Cũng giống như những bình luận ác ý, tin đồn về Ori lan truyền nhanh chóng, cho rằng cô có mối quan hệ trong ngành, thậm chí là một Chabon thế hệ thứ hai hay con gái của chủ tịch một mạng phát thanh truyền hình. Như thể những tin đồn đó chưa đủ tệ, một loạt tin đồn khác đã xuất hiện bình phẩm về nhan sắc của cô nàng, gọi là vịt con xấu xí thành thiên nga xinh đẹp. Khi những tin đồn tiếp tục xoay quanh việc Ori có khả năng biến đổi từ xấu thành đẹp, Mina của Girls Day đã bị lôi vào cuộc bàn tán, bởi những cư dân mạng cho rằng cô chính là Ori bí mật sau khi phẫu thuật thẩm mỹ. Mina thậm chí còn được hỏi về nó trong các lần xuất hiện trên truyền hình, đến mức công ty quản lý Dream Tea Entertainment cảm thấy cần phải đưa ra một tuyên bố đối mặt với những tin đồn. Mina và Ori không phải là cùng một người. Mina đã khó chịu về những loại tin đồn này trong một thời gian dài. Không chỉ Mina bị ảnh hưởng bởi những bình luận và tin đồn ác ý từ cư dân mạng, mà cả thành viên Wonder Girl Sohee cũng bị so sánh về ngoại hình và giọng hát với Ori. Trong đó, nhiều ý kiến cho rằng Sohee đáng yêu hơn Ori nhưng lại thiếu khả năng thanh nhạc. Tại sao công ty giải trí của cô ấy lại để cô ấy ra mắt với tư cách là một nghệ sĩ solo? Ý tôi là Sohee của Wonder Girls cũng không thực sự hát được, nhưng ít nhất thì JYP cũng đủ thông minh khi để cô ấy ra mắt trong một nhóm nhạc. Chúa ơi, không nói về JYP, mọi người đủ thông minh để biết điều đó. Tuy nhiên, công ty của Ori không phải là người có lỗi duy nhất trong việc này. Tôi sẽ hoàn toàn trung thực, tôi không cảm thấy tồi tệ chút nào. Ý tôi là tôi cho rằng bản thân cô ấy biết mình không có năng khiếu ca hát. Vì vậy, đừng thúc ép bản thân với ước mơ trở thành ca sĩ, netizen nói. Trong gần 10 năm kể từ màn ra mắt thảm hại của Ori, không ai có thể thu thập được bất kỳ thông tin nào về những gì đã xảy ra với cô. Kênh YouTube Midnight Theories đã đào lại đoạn phim được tìm thấy trên Danmin Review. Trong đó, người dẫn chương trình có thể phỏng vấn một thực tập sinh từ công ty chị em mà Ori ra mắt cùng. Thực tập sinh tiếp tục làm rõ những tin đồn về việc Ori là con gái của một doanh nhân giàu có nào đó hoặc con gái của một chủ tịch phát thanh truyền hình. Cô ấy cũng nói rằng Ori đã được đào tạo một năm trước khi ra mắt và giọng hát của Ori thực sự không tệ như vậy. Bị cáo buộc đủ điều, cộng thêm việc đọc những bình luận mang tính thù hận và tổn thương đã khiến Ori bị tổn thương sâu sắc đến mức cô cảm thấy buộc phải rời bỏ công ty quản lý của mình mà còn phải rời khỏi ngành giải trí hoàn toàn. Căng thẳng đến mức tôi đã trải qua chứng trầm cảm và hậu quả là mắc các bệnh về đường tiêu hóa. Vào thời điểm đó, tôi đã chấm dứt khao khát âm nhạc của mình. Tôi làm việc tại một cửa hàng miễn thuế ở sân bay quốc tế và biến mất, Ori chia sẻ. Midnight Theories phát hiện ra rằng Ori đang sống ở Nhật Bản với hy vọng trở thành một nhà soạn nhạc. Dù cô ấy đang làm gì ở hiện tại, công chúng đều hy vọng rằng cô đang sống cuộc sống tốt nhất của mình, hạnh phúc và viên mãn.